Hello, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em quay lại kênh game Mobile PN nha. Do cái tình hình công việc cuối năm cũng như là tình Covid đấy nên là mình rất là bận rộn không ra được nhiều cái video. Hôm nay mình đã mắt đây ra cái video chia sẻ với anh em nha. Đấy, mình sẽ chọn Liverpool này, mình chọn Auto Pitch. Đấy. Và mình đây là mình sẽ set up cái đánh đầu khi phạt góc này, Van Dijk, Gra và Torres đánh đầu thấp hết nhỉ. Nhưng mà xem đội hình thì các vị trí khá là chưa ok. Bây giờ mình sẽ sắp xếp lại nào, nào xem cái gì bây giờ. Có hai ông bạc đá lại sơ đồ 4-3-1-2. Vậy mình sẽ xếp như nào nhỉ? Thay ông Salah này, trong Gra lên đấy, Wijnaldum cũng được nhưng mà chưa nâng. Cái này cho CMF này đấy, không còn OCB. Fabinho với CB có ok không nhỉ? Beckenbauer cho LB có vẻ hơi thụt, chỉ để trông cho là ông LB trên nhỉ. Fabinho cho CB chỉ số tụt nhiều quá anh em, tụt 10 chỉ số tổng. Ông Fabinho này cũng chưa nâng. Owen SS CS này. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành tìm trận nhé. Đấy, do công việc bận rộn cũng là liên quan đến Covid nên mình rất ít ra anh video. Đấy, lâu lâu mình ra video anh em xem và ủng hộ like ủng hộ mình nha. Đấy, giờ mình sẽ tìm được thủ rating của mình là 1172 nhá. Không phải là cao anh em ạ, mình đá bình thường thôi, mình đá gà thôi, nói chung ăn may là chính. Rồi gặp đối thủ FC Barcelona 1054. Rồi mình sẽ xem đối thủ này. À, chủ yếu là Liverpool nhưng mà có hai ông từ mùa 2020 xám nên là phong độ sẽ không cao. Của mình thì vẫn chưa đủ nhưng có bộ ba ở trên khá là ok, khá đẹp. Thì là khá đẹp thôi nha, còn đá được hay không thì tí nữa các anh em mới rõ, có khả năng là xua thua sầm lờ luôn. Rồi đối thủ bắt đầu vào nào. Vâng, trận đấu đã được bắt đầu giữa hai đội có logo là Liverpool với Liverpool. Đấy, mình đang kiểm soát bên phải màn hình của các bạn. Đấy, đội bạn đã bị mất bóng, Wijnaldum. Nói chung là mạng nhà mình khá là lag nên là việc đá rất là khó khăn anh em ạ. Đấy, nhìn các bạn nhìn thấy có vẻ nó hơi giật lag một chút. Rồi, tạm thời là mới nên là cũng phải tạm được. Ra mình đá thì cũng không phải là chiến thuật gì cả, gọi là cứ có bóng là sút. Rồi. À, hiện tại tự tím thì rất là ít thôi. Rồi, Torres bóng rửa chân giật mình và bị văng ra mất 5 mét. Rồi bạn phạt rất là nhanh luôn. Ông Fabinho này có vẻ là thủ cũng CB có vẻ không hợp lý lắm nhưng mà thôi dùng tạm anh em ạ. Có Van Dijk bao sân rồi. Beckenbauer thì khả năng mình cho cái này cho nó có khả năng khôn thua. Nào Torres chuyền lên nào. Chuyền xuống nào. Ôi ôi ai ạ. Ai ai là ô sao lại tuyệt nội phạm lỗi được nhỉ? Ông Van Dijk ông to như con trâu quen nhờ xíu như con kiến được sao phạm lỗi được nhỉ? Ô ô. Game quá vô lý luôn anh em ạ. Quá vô lý. Này, ô. Đang đi chạy ra bắt bài nó lại bị chuyển sang cái điều khiển Torres này, không thể làm gì được luôn. Đuổi tận cùng này. Ồ, ai à. Rồi hỏng rồi anh em ơi. Hỏng rồi. Rồi mày qua. Salah chuyền đã bị Oliver Kahn bắt bài luôn. Van Dijk. Beckenbauer nào. Rồi bị anh Matip anh nhé. Cho không lối về luôn. Quân mình ném biên tại sao lại phải xoạc thế nhỉ? Là còn bị ngã, còn bị bóng
đỡ vào ngực bay xa nửa mét nào. Ô ô mấy ông tranh nhau à? Nào 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 nào. Đấy, hay quá, đúng là thủ môn số 1 thế giới hiện nay có khác anh em ạ. Chèn kia nào, chạy Torres đâu, chạy đi. Chèn đi, ôi rồi nào. Sút, rất là tiếc anh em ạ. Không biết Torres này chỉ số cứa lòng đến đâu nhưng có vẻ là hơi kém. Rồi. Rồi, mất bóng rồi, mất bóng rồi. Lag rồi. Ôi. Cày quá anh em ơi, mạng lag quá. Fabinho. Agüero nào. Vera chuyền lên nào. Quạt ngược nào, ngoài ra đâm chuyền xuống. Sang bên này. Bị anh mà tip nào. Nào. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, có lên ăn mừng không em? Rồi, không ăn mừng. Chơi lịch sự không nên ăn mừng đối thủ. Tại vì bây giờ ăn mừng là quá sớm. Mình mà ăn mừng là sẽ tiện lỡ là ăn mừng, ăn đòn luôn. Hoặc là dính trích giật lag là thôi, nghỉ luôn anh em ạ. Rồi ngồi khóc tiếng má luôn. Chuyển nhầm địa chỉ rồi. Và vẫn chạy kịp anh em ơi. À, hành gót rất là hay nhưng mà mình sẽ chuyển nhầm mất rồi. Đấy nhẽ chuyển sang Owen nó lại nhầm nào. Nào, úi, ôi giời ơi, bị Alisson nó bắt rồi. Cú sút quá hiền. Ở cái tư thế không cực kỳ thuận lợi nên là Fernando Torres Liverpool đã không thể thực hiện được một cú sút thành công và đã bị thủ môn Alisson bắt bài, bắt. Vâng, hiệp 1 đã hết thì tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội tớ. Và tên Barcelona nhãn Liverpool đã thua. Đấy. Thua đang họ đang tạm thua với tỷ số 0-1. Còn hiện tại mình đang thắng tỷ số 1-0. Rồi, hiệp 2 bắt đầu nào. Ai da, cho Mbappe vào thay Torres rồi anh em ạ. Họ mặc dù Liverpool họ không còn tin tưởng vào Torres nữa rồi, họ thay bằng em B3 luôn. Hay ra bạn đấy, hay đấy. Ôi, hay quá. Nào chuyền lên. Nào chạy đi, phất. Chạy có kịp không? Không kịp rồi anh em ạ. Bị hai thằng hậu vệ nó chèn đến kia làm sao mà bắt được thủ môn nó bắt lên. Tưởng nó đẹp chút rằng kia này ra. Thôi rồi. Được thở tốc độ rồi, hỏng hỏng hỏng, bị nó chèn ra không ra gì luôn. Ôi ôi ôi, thôi rồi, mày quá, gây ra quá hay luôn này nhá, vẫn truyền được nhưng mà bị ngã SML mất rồi. Nào truyền đi nào. Ôi trời ơi, quá chậm, mạng delay quá chậm. Truyền về nào. Úi trời ơi. Định theo à. Nào. Ôi bị bắt bài rồi anh em ạ. Ô việt vị rồi em ơi. Hay chưa. Mình kéo thằng Fabinho lên. Quá là hay, mình mà không kéo Fabinho lên là không những không bắt được nó mà lại còn bị nó. Tụi bạn là tạm dừng rồi. Mình xem có cần phải thay gì không nhỉ? Ra các cầu thủ cũng chưa xuống sức lắm, xem cái ông LB này không biết có cái ra gì không. Bạc nên là khả năng không ăn thua. Để Beckenbauer không biết có ổn không. Thôi tạm thời để Beckenbauer, có vẻ là không ổn lắm, trận sau có khi phải bỏ ra ngoài. Rồi đối thủ đang điều chỉnh đội hình và đội chủ nhà đang điều chỉnh đội hình, còn đội khách đó là đội của tớ thì cũng không điều chỉnh gì thêm. Của tớ là đặt cái chế độ tự động thay đổi người nên là kệ nhà nó luôn. Nào phất bóng lên nào chứ không lại truyền MP3 nó ăn cắp cho thì hay lắm, quay là đâm chuyển xuống. Owen nó không thể qua được Van Dijk anh em ạ. À, Torres không thể qua được Van Dijk luôn. Ai phất bóng lên. Ôi gặp anh.
Ui, Fabinho này. Đấy, Guerra quá kinh khủng luôn anh em ạ. Quá kinh khủng luôn, chuyển xuống nào. Ôi ôi, khóa mất rồi, định làm quả sút cứa lòng mà thất bại. Đây gọi là tội tham. Nào, nào. Tấn công đi anh em ơi, ban bật nào. Quá hay luôn, Thiago. Chuyển sang bên này đi. Nào, Owen đâu? Ồ. Phải nói là thủ môn quân bạn quá xuất sắc, mặc dù thủ môn quân bạn cực kỳ xám ngắt nhưng mà lại bắt rất xuất sắc, đúng là Alisson Becker khác. Ồ. Beckenbauer đã bị hết sức rồi anh em ạ. Wijnaldum không thể thực hiện cú cứa lòng bằng chân trái tại vì đó không phải là sở trường của anh. Đấy. Và trận đấu đã bước sang phút 80 chính thức và tỷ số đang nghiêng về đội khách với một bàn của Fernando Torres. Ôi, không thể chèn được anh hậu vệ của đối phương Roberto Carlos này, chuyển đi. Ôi, bị mạnh mặt tiếp anh nhé, bắt bài rồi anh em ơi. Có Van Dijk bao hết rồi anh em ạ, không có gì phải ngán đâu. Anh em nào mà có Van Dijk thì thôi khỏi phải nghĩ. Nào, chạy đi Becken là hết sức rồi. Nhẹ thay giờ. Ô, may quá, may quá, may quá. Ô, ô, ô. Đúng là hết sức. Và thứ hai mạng lác, và thứ ba người chơi hơi gà nên là nó thế nhé. Nào, xem đối phương sẽ chuyển cho ai trong còn 1 phút. Ôi, họ còn nào có liệu. Ôi dồi ôi, đúng là Van Dijk gọi là kinh khủng quá anh em ạ. Từ quân mình đến quân họ, Van Dijk đều bao hết cả phía sân nhà luôn. Nhưng mình đã chiến thắng với tỷ số 1-0. Đó. Đó, đây mình đã mắt đây nha, rating lên 1180 rồi. Ôi, các chỉ số cầu thủ vẫn còn chưa lên anh em ạ. Rồi, ok, xin chào các bạn nha. Các bạn hãy like và ủng hộ mình để mình làm ra video tiếp theo nha. Xin chào.